anh chị anh bảo đảm là anh chị là đi được. Nhưng mà giờ mình đắn đo gì nữa, mình không đi. Tuần có đi có ngày mà. Đi xuống mừng sao quá. Nếu đi xe ôm á, phải hai mẹ con đi. Không, sao không có tiền đi. Ví dụ như bây giờ người ta muốn gửi tiền cho anh đi, mà bây giờ anh không chịu đi rồi sao người ta gửi tiền? Xin gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi ở trên kênh. Xin thông báo cho cô chú anh chị một cái tin vui về trường hợp của anh Sang. Đó là cái thứ nhất là anh Sang được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho một khoản tiền. Đối với lại người lao động hoặc là trường hợp của anh Sang, theo mình nghĩ là khoản tiền cũng không có nhỏ. Cái thứ hai nữa, khi mà mình đăng tải cái video về cái bệnh tình của anh Sang thì có một người tốt bụng, thì mình xin phép là giấu tên theo yêu cầu của anh, giấu tên và địa chỉ. Thì anh này mình tạm gọi là người tốt bụng nha, anh này là ở quận 10, thì anh này nói là sẽ điều trị cho anh Sang dứt điểm hoàn toàn, dứt điểm theo cái hướng người bệnh, đó là bệnh tai biến của anh Sang. Chắc có thể là như mọi người nghĩ là sẽ khỏe mạnh như người bình thường, nhưng mà không có. Theo mình nghĩ là dứt điểm có nghĩa là anh Sang có thể là anh đi làm việc được, đi chỗ này chỗ kia theo tình hình sức khỏe của ảnh, là có nghĩa là đỡ hơn hiện tại là rất là nhiều. Tại hiện tại là anh Sang không thể nào mà di chuyển được khỏi nhà với cái khoảng cách là như ví dụ như là từ nhà mà ra tới cổng là không có. Nó thì anh sẽ cố gắng là anh giúp đỡ cho hai má con. Tại vì mình, tại sao mình nói là hai má con anh Sang, vì mẹ của anh Sang cũng bị bệnh, thì cái anh tốt bụng này anh nói là sẽ giúp đỡ cho hai người luôn, nhưng mà với một điều kiện, đó là anh Sang phải di chuyển từ khu vực quận 9 lên trên quận 10 để lên trên đó anh điều trị, tại vì anh còn điều trị cho nhiều người nữa. Nhưng mà xin phép giấu tên, mình sẽ thông báo cho hai má con liền bây giờ, xem cái cảm xúc của hai má con như thế nào, và anh Sang anh có chịu đi lên trên cái chỗ anh tốt bụng để mà điều trị hay không nha mọi người. Trước khi vô nhà thăm anh Sang đó, thì hôm nay chúng ta tiếp tục với cái mini game từ 50 cho tới 100 nha mọi người. Chúc mọi người may mắn nha. Đi vô. Hôm nay là cô Năm có ở nhà. Chào anh Sang nha, chào cô Năm. Hôm nay không đi làm hả cô? Cô qua nghe thằng Sang nói con vô vậy á. Cô ở nhà bữa đằng con vô. Cô chuẩn bị cơm nước rồi cho anh Sang hết chưa? Ăn rồi. Nó ăn hồi mơ mà giờ nó không ăn nữa. Nó xế vậy. Bây giờ trong nhà chắc là nhờ anh Sang đi ra, mình ở khu vực này dễ nói chuyện hơn ha. Cô đẩy cái xe này cho ảnh hay là ảnh tự đi? Để cho cái anh tốt bụng ảnh xem luôn rồi coi thế nào. Mở đèn lên đó cô Năm, cho sáng đó cô Năm. Sao cũng được. Để em gắn mic cho anh. Rồi. Con nói với lại cô Năm với lại anh Sang là hôm bữa con đăng cái video lên đó, có một cái anh này ảnh con tạm gọi là cái anh tốt bụng ha.
Anh này ở bên quận 10. Thì dạ, anh nói là anh sẽ hỗ trợ miễn phí cho anh Sang và cô luôn, điều trị gọi là tốt nhất một cách có thể luôn đó. Dạ. Điều trị cho anh có điện cho em. Có điện cho anh luôn à hà? Dạ, dạ. Nói là ngoài sinh ra là tôi ai cũng không giúp hết á, nhưng mà coi cô bên sinh á gặp hoàn cảnh là vậy á, em có thể đi được tới chỗ anh á thì em giúp cho một tuần một lần. Cho anh mà trả lời cho ảnh sao? Em bây giờ đâu có ai đâu, đi xuống chứ cho ảnh buồn mừ xa quá không sao đi được. Nhưng mà anh nói là anh sẽ trị cho anh hết mình và khả năng hết khả năng có thể dạ, luôn mà. Anh chị anh bảo đảm là anh chị là đi được. Nhưng mà giờ mình đắn đo gì nữa mình không đi. Tuần có đi có ngày mà. Mà em không đi được đó, chứ không có trên phương tiện đi. Xa lắm. Đi xa lắm hả? Em giờ bà già em đi làm là chứ là cô muốn làm mà cô chở cũng không có được đâu, té chết. Bà chị chở anh cũng đâu được. Chú hôm đó là chú nói là chở con, cho con ngồi, con ngồi đây luôn nha. Chở cho em với bà già luôn. Nhưng mà là ông không có tiền, nhưng mà biết gần chú hơn rồi đó, nhưng mà đi xuống mờ xa quá. Nếu như xe ông á phải hai ba con đi không sao không có tiền đi. Thường thường là anh ngồi xe ôm được không, xe hai bánh được không? Được anh có ngồi... người chở em vịnh là em ngồi là chỉ trên một ngồi. Cái chiếc xe máy là chỉ hai người là đi được hả? Dạ. Hôm bữa là em gửi cho anh bao nhiêu tiền? 4 triệu. 4 triệu, ví dụ như đây đi lên trên quận 10 thì em nghĩ là cao lắm là tiền xe ôm là tầm khoảng không tới 300 ngàn. Dạ. Thì một tuần anh đi là 300 ngàn, thì một tháng nó có 1,2 triệu à. Thì bây giờ cái tiền hôm bữa em gửi anh đó thì anh đi ít nhất cũng được 3 tháng rồi. Thì về ừ, và một tuần là anh chỉ tốn là 1,2 triệu, em cho anh là 1,5 triệu luôn á. Dạ. Thì một tháng thì có 1,5 triệu à. Dạ. Mà bây giờ người ta đã hứa là người ta sẽ giúp cho anh để mà phục hồi, người ta không lấy tiền luôn mà phục hồi sức khỏe cho anh không lấy tiền luôn mà bây giờ còn đắn đo gì mà không đi ta. Quận 9 đi qua Quỳnh, quận 10 cũng đâu xa, đi qua hầm Thủ Thiêm cái là qua hầm Thủ Thiêm chạy chừng vài cây số nữa tới quận 10 rồi. Chứ mà bây giờ ảnh nói hôm bữa ảnh cũng có nói với em sơ bộ là ảnh còn rất là nhiều bệnh nhân nên là ảnh không có thể nào mà ảnh đi xuống đây được. Dạ. Ảnh cũng có nói cái đó cho anh nghe đúng không? Nói bác anh mà không đi xa được. Thì đúng rồi. Nhưng mà họ nói là họ sẽ chữa trị miễn phí rồi tuyệt đối là khỏe nhất có thể cho cơ thể của anh mà. Chứ bây giờ ai đâu mà đi xuống đây mà để mà không đồng mà. Thì bởi vậy làm như sao người ta đi xuống đây được, người em ta nghe chú mình. Chị về cho em hết cũng mừng lắm nhưng mà hết thì không hết, bệnh này sao hết được. Không, có nghĩa là đi là hết so với cái người bị bệnh tai biến chứ không phải là hết là khỏe mạnh như con làm sao mà được. Nhưng mà ảnh có thể là ảnh đi đứng được, ảnh không có cần người phụ, ảnh không có người giúp, rồi có thể là ảnh chạy xe đạp, ảnh chạy xe máy. Cái này ảnh là may mắn hơn so với những người bệnh tai biến khác đó. Những người bệnh tai biến khác là cô thấy là nằm liệt giường không có nói được luôn nữa. Không, lúc trước em có chống gậy được. Nhưng mà biết thì không ăn uống cái giờ nó ý nằm chỗ yếu, nó đi không được. Chứ đầu năm đầu á, em chống gậy em đi được. Ừ. Cái tiền hôm bữa là em gửi anh nãy anh nói là 4 triệu đúng không? Dạ. Hôm bữa em gửi anh 4 triệu. Cái tiền này là để anh em mình gặp mặt lần đầu, em cũng thay mặt mình thương em gửi cho anh. Hồi hổm em cũng dặn anh đó là 4 triệu này là dành cho sức khỏe của anh chứ không phải là dành cho mục đích riêng. Dạ. Nên thì bây giờ mình cứ sử dụng 4 triệu này thôi. Dạ. Thì mình đi một tuần đi có một ngày mà đâu phải mà ngày nào cũng đi đâu mà anh lo lắng cái gì. Em thấy là hợp lý quá luôn á, có nhiều người người ta muốn như anh mà không được á.
Sao anh hỏi cái anh đó đó, ở dưới có chỗ nào mà vậy như cái khoảng trống nào người ta cho mình ở đó đó. Em nghĩ là em nghĩ là cái anh này á, anh ở quận, anh nói là anh ở quận 10 thì chắc chắn á là ở thành phố á, nó sẽ khác so với lại ở tỉnh. Yeah. Hoặc là ở huyện, có mấy anh mấy chú á, người ta sẽ có những cái phòng tập thể hoặc là phòng cá nhân cho bệnh nhân ở xa. Nhưng mà ở thành phố, ở Sài Gòn á, thì đất hẹp, người đông, nên là hạn chế mấy cái việc đó lắm. Và cái cá nhân nữa nhiều khi đâu có được, mà với lại người ta đâu có nuôi mình đâu mà anh lên trên đó. Em thấy từ ở đây mà đi lên quận 10 nó không có xa đâu, thật sự là nó không có xa. Em tính lên tỉnh là chừng nào chú chở thì chở, còn chở rồi em lết qua đường xin ăn cũng được. Cho chú chở chừng nào hết thì về. Không, nhưng mà bây giờ ý em nói là bây giờ anh có đi lên trên đó hay không đó chứ. Chứ bây giờ em bây giờ đi đâu cũng đi, nhưng mà già em bả đi làm là em vô phương, em ở nhà hôm qua là em đói. Ví dụ nha, em nói con nói ví dụ nha cô. Ví dụ như anh, cái anh mà ở trên quận 10 á, cái anh tốt bụng á, anh hẹn là chủ nhật đi. Thì bây giờ chủ nhật cái là khu vực này là người lao động nhiều nên là chạy xe ôm nhiều. Thì bây giờ cô dặn một cái ông xe ôm chủ nhật thì vô chạy vô đây để mà đón con cô đi thôi, chứ có gì đâu. Có địa chỉ, có đường, có xá, có số điện thoại hết mà. Chứ anh này ảnh lanh lại, ảnh chỉ có tay chân, ảnh bị yếu thôi, chứ có gì đâu mà lo với lắng. Ví dụ như bây giờ người ta muốn gửi tiền cho anh đi, mà bây giờ anh không chịu đi rồi sao người ta gửi tiền? Không, giờ đi em muốn đi lắm chứ hồi không đi, nhưng mà không biết làm cách nào để đi nè. Thế không, ở đây xe ôm, ở đây có nước xe ráp á, nên em có xe ôm nào trơn, xe ráp. Con đi xuống đây là lần thứ hai á, mà con coi cô bây giờ cô chỉ cần nói cái đi là con chạy con kiếm chiếc xe ôm cho cô liền, trong vòng khoảng chừng 10 phút là có xe ôm tới đây liền á. Chủ yếu mình trả tiền cho họ theo như thế nào thôi. Chứ bây giờ cô nói cái là 10 phút là có một chục ông cũng có nữa. Nói thật, ở bên đây có cái chùa nè, mấy ông xe ôm đậu bên chùa cả đống ấy mà. Cái chùa bên đây mà, cái chùa đó, cái chỗ cái đồ Sơn á. Ông con là không phải dân ở đây mà con xuống lần thứ hai mà cô nói là con còn biết mà. Với lại ở sau lưng nhà mình là phường nè. Hồi nãy là con uống nước ở đẳng con thấy mấy ông. Thì con thấy mấy ông xe ôm đậu ở đó cả đống. Cô nói với con giờ cô mệt mỏi lắm rồi. Không, cô cứ nói đi. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô viêm son rồi, lên máu rồi, nó bệnh đủ thứ trong người mà đau có lưng nay mười mấy năm, 20 năm rồi đó. Mà uống thuốc nó cũng vẫn vậy, nó uống giảm đau thôi, chứ nó không có hết. Mà hết thuốc thì mua thuốc uống, nó giảm đau thôi. Con xin phép con ngồi kế cô nha. Nhức dữ lắm, cô mệt lắm, cô đang lên đỉnh đang làm ha. Nhiều khi không lên xuống làm mũ bỏ vô bao á, không lên xuống vậy thôi, chóng mặt nhức đầu, ói ra bắt đầu mệt mỏi, cô làm hết nổi cô đi về vậy đó, nó vậy đó. Cái anh đó anh nói là phục hồi sức khỏe cho má anh nữa đó. Dạ, ngày bữa anh kêu hai mẹ con xuống luôn cho anh chữa cho cô, tại cô bệnh nhiều quá mà cô không có tiền. Mà cứ cô đi làm, ráng làm vậy thôi. Bây giờ con nói với cô như thế này nha. Bây giờ cái ý kiến của con trai cô như vậy đó, có nghĩa là anh không chịu đi, thì ý của cô như thế nào? Nó muốn đi rồi, nó muốn trị. Không phải không chịu đi, nó không, nó không muốn đi chứ đâu không phải nó không muốn đi. Mà điều xe cộ đồ này kia đồ á, thấy khó khăn. Con thấy đâu có gì khó khăn đâu ta. Bây giờ kêu ông đó ông chạy tới đây thì chở đi thôi, rồi ông trở về, ông đợi ông trở về thôi, chứ nếu con mà, thấy có gì đâu mà khó khăn nếu cô. Nếu mà đi vậy cũng được, nếu mà đi vậy á thì một tuần đi lần ha, hay là đi một tuần. Không, chú nói tuần chở một lần rồi. Chú nó muốn đi lắm con, nó muốn khỏe mạnh chứ nó không có muốn không đi đâu.
nó muốn trị bệnh nó, giờ nó muốn nó đi được, đi qua đi lại được á. Muốn nó... muốn đi muốn mình muốn khỏe thì mình phải đi thôi. Muốn khỏe phải đi thôi. Bây giờ ví dụ như con đi, bây giờ con thanh niên nè. Con thanh niên con muốn khỏe thì ngày nào con cũng phải đi tập thể dục, con phải chạy bộ con mới khỏe chứ đâu phải là tự động là khỏe đâu. Giờ con muốn con muốn có cũng như 2-3 triệu vậy, cô mua giấy số, cô đi lụm giấy số để lý, cô đẩy nó đi bán chứ cô không có muốn đi làm, cô làm hết nổi rồi. Bây giờ con ý con hỏi cô nè, bây giờ cái giải quyết của mình bây giờ á là có sắp xếp được để mà đi lên trên quận 10 để mà phục hồi sức khỏe không? Được. Rồi cô sắp xếp làm sao, hai mẹ con sắp xếp làm sao? Ông đó ông cũng trị cô luôn hả? Nó thì ông đó cũng trị vú luôn hả? Ừ, đó kêu vú đi mà. Ừ. Hai mẹ con xuống đi. Mà ông trị có tiền không con? Không, không có tiền. Không, chị người ta thì lấy tiền nhưng mà chị con không lấy tiền. Cô với nó muốn đi lắm, ở đâu ai bài đâu cũng đi á mà. Về nói vụ xe ôm á là xe ôm thì đi vậy đi về hai mẹ con mấy trăm á. Con nãy con nói là hôm bữa con gửi 4 triệu đồng cho anh Sang. Cách đây mấy hôm thôi thì 4 triệu đồng đó thì đâu có sử dụng gì đúng không? Thì 4 triệu đồng đó trước mắt á là bây giờ anh phục hồi sức khỏe trước. Có nghĩa là 4 triệu đồng đó là nãy em nói là ít nhất anh phải đi được 3 tháng. Thì trong vòng 3 tháng đó thì coi cái anh tốt bụng nó có mát tay hay không, hay là còn bất cập gì không, thì mình đi 3 tháng đó chắc chắn một điều á là nó sẽ khỏe hơn. Nếu mà cái anh đó mà mát tay á nó sẽ khỏe hơn anh bây giờ, thì bây giờ tới 3 tháng sau mình tính tiếp. Bây giờ cô á, cô ví dụ cô có thể là cô còn sức khỏe cô đi làm được, thì bây giờ trong vòng 2 đến 3 tháng đó, thì bây giờ con trai cô đi xong rồi mình tính sau, cái đó là cái hướng. Chứ mà bây giờ cứ ở để nhà đi trước hả? Để nó đi trước hả? Vậy con đi trước. Mai kêu sớm nhiêu chở đi. Không mà cái bữa đó chú nói cái chỗ gì với quận 10 mà quên theo. Anh có số điện thoại của chú đúng không? Dạ. Thì bây giờ nếu mà anh muốn đi anh phải gọi điện cho chú. Trước tiên á là anh phải cảm ơn chú. Sau đó thì anh mới hỏi chú á là cái thời gian nào mà con lên trên đó được. Ngon lành hơn những người khác rất là nhiều luôn đó mà không chịu. Không chịu đi. Cô nghĩ sao hồi đó nó đang đi bằng đó mà nó té cho nó nằm té thu cái là nó ho. Ủa không cô? Được, cô nó bị vậy luôn. Ví dụ như là bây giờ mình vừa điều trị mà mình vừa đẩy anh Sang ra ngoài đầu lộ rồi bán vé số cũng được vậy. Ừ, đẩy ra đó. Đây, mà từ đây trước nè. Tới giờ có ấy không? Hả? Từ trước tới giờ có đẩy ra bán vé số không? Có. Lúc trước em đi xe kia kìa. Đi xe đó. Rồi sao giờ không bán nữa? Vậy đó anh ta cũng cho. Ý là sao giờ không bán nữa? Giờ nó chân nó rung nhiều quá. Nó không... Bán mà 50 tờ. Như vậy người ta đại lý người ta đâu giao 50 tờ, lấy 100 tờ. Giờ lấy 100 tờ. Đại lý mà lấy 50 tờ là... 50 tờ nó đâu giao đâu. Bữa nào có, ta giao không có rồi thôi chứ... Bây giờ chứ anh bán là anh ngồi xe lăn là bình thường đúng không? Anh ngồi từ sáng tới chiều vẫn được đúng không? Ừ. Còn đi như vậy, anh đứng như vậy là được bao lâu? Không biết. À có nghĩa là không có bị mỏi? Đứng không mỏi nhưng mà ngồi lâu quá là mỏi lưng phải nằm xuống. Đứng thì nó không gì hết. Ảnh đang yếu bên tay phải, còn mạnh bên tay trái nè, mạnh ở phía bên trái luôn. Trái không có gì hết, bình thường. Bình thường luôn hả? Ừ. Nó như vậy mà không chịu đi. Ta đi á. Hồi nãy cô nói như sao rồi con quên rồi. Nãy cô nói cái gì mà bệnh tình của cô gì đó. Cô bị viêm xo, dưới lên máu. Rồi dưới đau lưng này mười mấy năm, 20 năm thôi con lo gạch tới giờ. Mà cô đau á, cái cô mua thuốc liều uống á, nó giảm đau, nó bớt đau. Cái hết thuốc cái nó đau, đau lại. Mà tiền mua thuốc thì mỗi lần mua là mấy chục ngàn. Uống hoài, thấy đau giảm. Hôm bữa anh có hứa với lại cái anh bên quận 10 không? Hay là anh chưa hứa? Chưa.
Tại vì em cũng không biết làm sao để đi không, nên mới không có dám trả lời. Anh cho em kêu em kêu xuống hỏi là đi. Cái đợi anh có vô nữa thì biết kiếm cách nào. Trời, anh nói đi sơ em đó thì một mình em không biết đi được không. Đi ngồi đi. Thì được, nhưng mà đi tới chỗ đó em đâu có người kè. Mình phải ấy, mình phải suy nghĩ tích cực đồ lên chứ có gì đâu mà ngại cái này cái kia. Dạ. Chứ... thôi cái này thì tùy anh với lại cô quyết định. Cái này là cũng là cái không, đi thì em cái đi cái sức khỏe của anh với lại là cái cá nhân của anh thôi. Cái này là mình tự mình quyết định cái cuộc đời mình mà, chứ đâu có ai mà có thể là cô tính rồi nó tính là được thì kêu sẽ ôm vô. Bắt đầu bữa nào vậy kia ôm hơi tính gì nữa. Ừ. Để đâu hỏi chú đó địa chỉ đâu. Thì hỏi người ta địa chỉ đâu là khi sẽ ôm vô ta chở mình đi chứ. Ừ. Sơ ôm đây thì chắc là cô cũng quen chứ đâu có xa lạ gì với ai đâu mà. Bà... cô cũng đâu quen đâu mấy người mà sẽ ôm. Bà đây chứ làm xong rồi về nhà không quen biết ai. Bà dân ở đây thì chứ ra đường nhiều người không ai biết. Quê hoài cô hồi giờ ở đây nhỏ lớn rồi, cô ở đây mà cô đi làm về cô ở trong nhà không ít có đi ra đường lắm, có đi đâu kẹt xe không có xe cái mà đi mướn xe ráp á, đi kia xe ráp hả, nó thấy quay ngoài đường á quất nó. Tại sao mà hôm bữa đó là em đề cập tới cái việc mà em gửi 4 triệu cho anh mà em không nói là để làm việc khác mà để 4 triệu này dành cho sức khỏe của anh đó, là nó cũng có nguyên do. Yeah. Tại vì khi mà gặp anh đó thì em cũng có thể là em đoán được trước chút xíu về cái quyết định của anh, thì cũng y chang là em đoán ngày hôm nay đó. Thì để em nói nha, đáng lẽ ra đó cái khoản tiền được hỗ trợ của mình đó thì nó sẽ kha khá chút xíu, nhưng mà cái quyết định của anh nó còn kiểu là nó còn 50-50. Nên là cái khoản tiền thì em sẽ giới hạn và cũng như là gửi cho anh trước mắt thôi. Đây là cái khoản tiền mà hỗ trợ cho anh để mà anh có tiền, chủ yếu là anh trả tiền xe ôm thôi chứ ngoài ra nó không có tiền gì hết ha. Ở đây đó là em thay mặt cho là mình đọc luôn nha mọi người. Ở đây gia đình có dặn là để là hồi hướng cho chú Phù Quốc Hiệp ở Canada là 3 triệu. Thứ hai là của dì Hương ở Mỹ, quê ở Bến Tre là 2 triệu. Thứ ba là chị Ngọc Hiền ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh là 200 ngàn. Cuối cùng là của chị Mỹ ở Cần Thơ là 300 ngàn. Tổng cộng là 5 triệu rưỡi. Hôm bữa là 4 triệu với này 5 triệu rưỡi đó là 9 triệu rưỡi. Nha. Yeah. Nếu mình tiết kiệm mình có thể là mình đi khoảng gần nửa năm luôn á, xe ôm á. Em gửi nha. Thôi để em gửi cô đi. Yeah. Chứ anh sợ anh yếu. 2 3 4 5 5 triệu rưỡi nha cô Năm. Cô cũng cảm ơn là Mạnh Thường Quân, mấy chị mấy anh đồ giúp đỡ cho con cháu của cô, là bây giờ cô thấy khổ quá rồi, hôm nay con cho nó tiền á, nó cũng đi mua đồ nó ăn, nó đưa cô mua đồ cho ăn rồi á, giờ nó đi trị bệnh, đi xe ôm đồ đi trị bệnh, cô phải kêu nó đi chứ nó không có thể nào mà không đi được, nó đi từ từ nó khỏe con người nó lại. Cô cũng cảm ơn mà Mạnh Hùng Quân, mấy chị mấy anh đồ cảm ơn thì cho con của cô á là số tiền thì cô cũng cảm ơn lắm. Giờ cô nói tiền này làm ra cũng là mấy tháng của cô á, 2 tháng, nhưng giờ cô thấy cũng buồn lắm, thấy nó vậy cũng buồn lắm, mà giờ cô con cũng giúp đỡ của cô á, này kia tiền bạc đồ này kia cô cũng cảm ơn lắm. Cảm ơn Mạnh Hùng Quân đồ, chị mấy anh đồ.
cô lớn tuổi rồi, cô không có thể nào mà cổ chăm sóc cho anh tới mà. Thì ai cũng nói vậy đó, ai cũng nói cô vậy á, cô rồi anh em sợ giống như rồi mai mốt á anh cần phải vươn lên để mà anh lo lại cô nữa. Bây giờ mai mốt chỉ 5-7 năm nữa đi, mình không nói 5-7 năm, nhiều khi mơ chiều gì sức khỏe nó bị cái này cái kia cô nằm xuống rồi sao đó, thì ý là con nói vậy. Cô ngày nào có sáng này đi đứng được là biết mình còn sống mà, chứ đêm hôm giờ cô không biết là bệnh bất hình lình. Bây giờ bệnh nó bất hình lình chị, cô đâu có biết đâu, nhiều khi nó mệt nó mỏi trong người đâu biết được. Dạ thì thôi thì có gì sắp xếp nha. Mình cũng giới thiệu lại với mọi người, mọi người sẽ hỏi là nếu mà lần đầu xem á là vợ của anh này con anh này như thế nào. Mình cũng xin thưa đó là từ khi mà anh bị bệnh đó thì vợ anh bỏ đi rồi mọi người, vợ anh bỏ đi, hai vợ chồng thì không có con. 2 tháng á. Ừ. 2 tháng mà nó đi bỏ. 2 tháng là về quê. Có tiền chứ không phải có tiền. Trốn mới về chứ không phải là. Nó trốn nó đi, nó lấy vàng lấy vòng đi hết, thằng này nó lo mà nó đâu có ăn nhậu. Em Tết về thăm bà già như bữa hàng năm vậy đó. Nói chung là bây giờ mình không có tri cứu việc đó, cũng như mình không thì quan tâm, không có coi như là thôi không có duyên ha. Như vậy đi thôi, bây giờ cô dẫn anh Sang vô nghỉ ngơi nha, rồi có gì thì con sẽ gọi điện cho anh Sang sau nha cô Năm. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Con cũng cảm ơn, cảm ơn con nha. Dạ. Cảm ơn con dạ. Luôn cảm ơn Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân mấy anh mấy chị ở xa ha. Dạ. Rồi giúp đỡ cho con của cô vậy á, cô mừng lắm cô. Dạ. Mấy đồng tiền này cô bằng mấy tháng mới có rồi. Mẹ mà dạng như bà cũng dốt, không có nói chuyện nhiều nữa. Thôi đi vô đi nha. Dạ. Đi vô nghỉ ngơi thì em cũng về nha. Rồi rồi ngồi đi, bây giờ đứng lâu quá. Dạ. Thôi đi vô nhà thử. Mấy bữa nay đó thì theo quan sát của mấy anh em trong nhóm á, cái việc mà mình gửi số mấy cái số để mà làm cho nó cái không khí ở trên kênh nó vui vẻ hơn so với những cái trường hợp mà mình chia sẻ thì nó hơi bất cập chút xíu. Hôm nay hơi khác lạ chút xíu, mình sẽ cho mọi người cái con số luôn nha. Hồi nãy ở đầu cái video mình có gửi cái con số đó là từ 50 cho tới 100 ha, thì mình sẽ gửi mọi người con số này nha mọi người. Đây con số nha. Đó, con số này nó tại vì mình thấy cái khoản tiền này thì mình cho đại con số rồi chứ nó không có ý nghĩa hay là gì hết. Với lại là cũng có một vài bình luận đó, thì nói là ở trên kênh thiện nguyện mà sao mà cho số này số kia, hoặc là nó không có gì liên quan. Nhưng mà thật ra chắc là mà những cái bình luận đó là mình nghĩ là có thể là lần đầu họ xem, chứ ở trên khán giả trên kênh GoFood đó thì họ biết cách làm ở trên kênh của mình. Và đa phần những lần trước mình đọc những cái bình luận, ví dụ như là sao mà lúc nào ở trên kênh GoFood cũng những cái hoàn cảnh mà nó thê thảm mà nó bi đát quá, nhiều lúc muốn xem mà cũng biết như vậy nên là cũng không có xem. Và cũng như là nhờ những cái anh, những cái chị mà có góp ý về cái việc mini game để cho cái không khí nó được vui vẻ hơn chút xíu, hoặc là có sự liên kết giữa từ khán giả với nhau, nên là mấy anh em mới là theo lời của mấy anh chị để mà làm những cái mini game. Và cũng như là cảm ơn tới mấy anh chị rất là nhiều đã gửi những cái phần quà đến cho những cái người mà trúng thưởng. Cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa thì GoFood và nhóm trong mấy anh em xin chúc cho tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.